Mình là Subi đây, tức là mình sẽ làm tiếp một đơn nữa về Free Fire nha các bạn. Thì trước khi đồ tiếp đâu, mình cho mình xin một like đi kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông bên cạnh nút ký để thông báo mình ra video nha các bạn. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm tiếp một video nữa về tanh bọc quần máu. Hôm nay mình sẽ rủ các thành viên trong cô này của mình vô để mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là thử thách đưa cả team của mình lên ốc sửa cùng mình luôn, chứ không phải là mỗi mình như mọi khi nữa. Được của nó đấy. Mà mình sẽ đưa các bạn đó lên ốc sửa cùng mình từ round đầu đến tận kiểu như là trong một round thì lên từ đầu đến cuối luôn. Từ đến lúc tận cái lúc mà mình tanh bo thì các bạn này vẫn còn ở trên nóc sửa với mình luôn ý. Chứ mọi khi là mình tèn nóc sửa một mình thôi à, mình đặt keo rất là nhanh luôn. Mình đặt keo nhanh xong thì đồng đội mình không leo theo được. Thì ở đây mình sẽ đặt keo chậm chậm từ từ thôi nha. Và mình sẽ cho team của mình leo theo cùng mình luôn, để là cả team ở trên nóc sửa cho là vui đó. Không biết là có leo được không. Hiện tại là cái bạn số 4 bạn ấy đang bị địch bắn kìa, thế nên là không leo lên đây. Tính là bạn đó cũng leo lên đây này, nhưng mà bạn đó đang bị bắn kia. Đang bị đuổi kia bắn không leo nổi luôn ý. Ok, có Q đầu ngay, đúng giản luôn. Ui, thì tính ở trên này thì biết thế là mình cầm 1500 thì lợi hơn ý. Tại 1500 bắn từ xa thích hơn. Nhưng mà thôi, lơ một khẩu này rồi thì cũng được, bắn cũng ổn mà. Đợi nó lại gần thì bắn cũng được. Đó. Ui dồi, hiện tại là đang có 3 người ở trên nóc này các bạn. Mặc dù là ở trên nóc thì cũng có lợi đấy. Tại vì là ở trên cao á, mình bắn xuống dưới thì nó cũng dễ vào đầu. Còn ở trên bọn ở dưới thì nó bắn lên cao. Tính ra ở trên cao ở dưới có lợi hơn nhờ. Ai mà biết được. Tại vì là ở dưới nó có thể ngẩng tận đầu lên trên trời luôn. Còn ở trên này á, mình không cúi được đầu, không cúi được lòng xuống đất đâu ấy. Đó, khó lắm ấy. Đéo tin. Phải lựa góc để bắn cơ, chứ ở dưới thì nó có thể bắn lên đấy thoải mái. Còn mình phải lựa góc để mình bắn. Ui dồi ôi, giờ mong là bo nó vào đây đi. Không thì thành highlight luôn ấy. Tại vì là hiện tại đây có 3 người trên nóc đấy cơ mà. Bo vào đây á, xong thì team địch nó kiểu uầy. Mọi khi là phải đối đầu với một người tanh bo, mà giờ phải đối đầu với 3-4 người. Ôi trời ơi. Mặc dù là mấy kia không tanh bo đâu, mấy kia chỉ đi theo mình để ngồi trên nóc này cho vui thôi. Còn không, có mỗi mình tanh bo thôi ấy. Đó, máu thì mình cầm hết đó. Ui dồi ôi, trời ạ, cái bo thế này thì thôi. Ôi mẹ đi. Nhảy xuống đi các bạn ơi. Thôi nhảy xuống bắn nó thanh bên kia đi, chiếc bo này không chơi được đâu. Bo này là, ôi được đây. Ê, ôi dồi ôi trời ơi, mày xử được xong thanh niên kia, mà thanh niên kia đã ra, cái bạn nước kia đã ra tận đây rồi, trời ơi, gì mà vội vàng vậy, mình có đi mất đâu mà vội vàng thế nhở, ui dồi chết rồi các bạn ơi, mà không sao, team mình thắng rồi nè, mỗi tội là mất súng rồi, đen thật sự luôn, ui bạn này còn có 5 máu, may thật sự, ok thì bắt đầu đưa cả team của mình lên nào, bây giờ là mình sẽ dẫn dắt các bạn này lên nóc xem như thế nào nhé các bạn, được. Hào hán. Xem nào, bạn này có leo kịp mình không, sợ là mình đặt nhanh quá bạn này không leo được theo ấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đặt thật chậm để cho bạn này leo theo nhá. Chứ mà mình đặt nhanh quá bạn này không leo được thì không, thì ra là trên lóc này thì leo dễ, mình cứ đặt bình thường thôi, là từ từ thôi. Team mình nó không lên được đây đâu ấy, mà nó không lên cả mình đâu. Ừ đấy, nó không lên thật thì các bạn ơi, chả thấy ai lên đây ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đặt từ từ cho bạn đó lên nhá. Đây lên hết chưa, lên này, có lên ok rồi, bây giờ lên nhá. Ok, tuyệt vời luôn. Nào lên chưa, 3 người rồi này, 4 người rồi này, ok, được. Bây giờ phá keo thôi nào. Mà tính ra là trong cái round này á, thì mình ở trên nóc sửa hết thế này thì team địch nó kiểu bất lực luôn ấy. Nó không biết là làm thế nào để bắn được team mình luôn. Thế nên là rất là khó cho team địch luôn. Bình thường hành hạ team địch thế này thì chết thật sự. Ok, đấm gì đấy? À, mình hiểu ý bên này rồi, bên này đấm để gọi ra chụp ảnh đấy. Đó, cả team của mình đứng trên này phải làm một tấm ảnh chứ nhở. Đúng này. Ui dồi, các bạn kia này lốp một kìa. Ra cứu bạn đó đi. Ok, ra đây làm tấm ảnh thế nào. Ra đây selfie một phát. Ok. Đấy. Ui, mình nghĩ bạn này đang mặc áo giống hệt nhau luôn ý. Mỗi tội là khác cái quần thôi. Còn cái mặt nạ cũng khác, và cái hình xăm bên trong cũng khác. Ờ, nó xàm đỉnh cao luôn. Cái hình xăm là cái mắt bên trong đi các bạn đó. Ui dồi. Hả, hai người bên cạnh cắm cờ luôn. À đúng rồi, bây giờ sẽ kiểu như là rồi động cắm cờ liên tục nhá, kiểu như là không biết bạn này có hiểu ý mình không. Rồi liên tục đi xem nào, để kiểu cắm cờ cùng lúc ấy. Mấy này không hiểu ý mình rồi, có mỗi bạn bên trái mình hiểu, còn bạn bạn mặc áo giống mình thì không hiểu. Kỳ lạ thật. Cắm cờ cùng lúc cho đẹp chứ. Thôi kệ đi. Ok, các bạn này sao không vào chụp ảnh cùng nhở. Tại vì là cái bạn số 3 là mình kiểu mời trong danh sách bạn bè mình vô chơi cùng luôn ấy, chứ không phải là trong cuộc đời của mình. Thế nên là bạn đó chắc kiểu ngại rồi, chắc ngại không dám vào chụp rồi. Có gì đâu mà ngại, phải vào nhảy vào mà chụp chứ. Hay là bạn đó không có ký tự ý át giống cuộc đời mình, thế nên là bạn đó sợ bị lại kiểu như là không giống mọi người nhở. Cái bị khác mọi người, thế nên không dám vào. Trời ơi, thôi sao cứ vào luôn đi, sợ gì. Ôi rồi, có kia đấy các bạn ơi. Thôi kệ nó đi. Bây giờ là mình sẽ ra đốt bo để mình tanh bo nha các bạn ơi. Ok, ui dồi, cái gì đây?
Que gì vậy? Ủa, hai thành viên quân đoàn của mình là trò gì lại? Nghe nào rồi. À, phải hiện nhá. Được, được, được. Cho lên YouTube luôn. Thôi, ok. Bây giờ là mình sẽ tanh vào quần máu nha các bạn. Ui dồi ôi, đi tanh vào quần máu mà phải mà gặp trường hợp này, gặp trường hợp phải cơm chó này thì chịu rồi. Ok. Nào, nào, nào. Ui dồi, cái kia lốc hết rồi kìa. Kiểu các bạn đó không mang cái quần máu ấy, thế nên là chạm bo phép là bị đốt, à, bị chết ngay. Và thật sự, á, ok kìa. Hình như là nay một bạn bị chết hẳn rồi chứ không phải là lốc nữa. Vãi cả đấy. Vãi, bò lốt ra thật sự tại bạn đó cũng kiểu là chết mất hay là nối, thế nên là khá là ít máu. Bây giờ mình sẽ leo lên cái lốc nhà cao nhất của cái map này nha các bạn. Mà không biết là cái lốc này thì bạn trong team của mình có leo được theo mình hay không. Tại vì là kiểu cái tường ấy nó hơi bị nhỏ, không gian nó hơi chật hẹp, thế nên là không biết là mình có đắt đấy hay không. Mong là con này vẫn leo được theo mình. Kiểu như là cả lũ bao vây vào đấy thì đặt nó kiểu khó kiểu gì ấy. Hay là cái bé bỏ cua kìa, trời ơi. Nó bị tường nó bị nhỏ quá ấy, thế nên là leo khá là khó luôn. Không sao, vấn đề là cái lốc này thì thôi cháu quan trọng đâu, bây giờ là mỗi mình lên cũng được. Cái bé bỏ cua hết rồi kìa. Tại vì khó quá mà các bạn ơi, nó kiểu nhỏ hẹp, à, tường nó bị hẹp quá ấy. Thôi nói chung là mỗi mình lên thôi cũng được, tại vì cái map này chắc là à, cái lốc này thì không phải lốc tanh bo, lốc này chỉ là lên để bán thôi. Còn mấy lốc tanh bo thì hăng lên sau đó. Vậy ok. Ừ rồi. Mình vẫn mua khẩu G18 là thế nào nhờ? Không bị lag không? Kiểu như là mua để tiết kiệm tiền thật sự luôn đấy. Vẫn mua khẩu G18 thế này thì bán kiểu gì bây giờ? Ở trên này thì làm ăn cái gì nhờ? Kiểu như là khẩu G18 ấy thì bán tầm gần còn được, chứ mà mình muốn bán tận bọn bên dưới kia thì khổ khó. Ui trời. Trời ơi. Xin vĩnh biệt. Tại sao như thế? Má, không để phép là bán chết mình luôn ấy. Thôi tao rồi. Ủa lượng có ai cứu được mình không nhờ? Thôi coi như là pha này không ai cứu rồi. Không ai cứu Supi rồi, toàn Supi thật sự rồi. Trời, chắc là chết thật sự đấy. Ủa đúng rồi, chết rồi, trời ơi. Kiểu như là không để thanh niên kia nó bắn cho mình một phát chết luôn ý. Ok, cả team mình sẽ lên đây nha các bạn. Ui dồi, nó quăng cả lựu đạn kìa. Mỗi tội là quăng kiểu chưa tới. Quả đó mang khỉ thì có khi quăng tới, nhưng mà không mang khỉ thì quăng nó bị ra ngoài cửa sổ rồi, có vẻ ở bên trong đâu. Ok, cả team mình sẽ ở trên này thì sẽ như thế nào nhỉ? À không, bạn số 4 bạn thì đang ở đâu kìa, không ở trên này rồi. Nói chung không sao, đây có vẻ lóc sườn đâu. Nói chung là đi chung với nhau thì cũng là một cái tốt đấy. Nhưng mà để lúc mà là quăng lựu đạn phát ấy, thôi thì chết cả team của mình cùng lúc luôn ấy. Ôi giời ơi. Thì lúc đó thì ai cứu? lúc đó có vẻ chết cả tất cả luôn ấy, không ai cứu được đâu. Thế nên là cũng hạn chế đi chung, cũng lên tách ra một chút. Đi chung thì đi chung nhưng mà tách ra một chút, chứ không là quăng lựu đạn chết cả lũ đấy. Chết một người thôi, đừng chết cả lũ là lại thua mất một round đấy. Thua thế thì phí làm ấy. Đó, bây giờ mình sẽ cố gắng bàn thắng luôn nha các bạn, không để thua round nào nữa. Ok, đặt lên đây đi. Úi dồi, nó quăng ở lựu băng ở đâu thế nhở? Tự nhiên xuyên quả lựu băng ở dưới đất mình. À, ở dưới chân mình. Trời, ok, lên đây. À, ok, kìa. Úi dồi, ôi trời ơi. Bắn cho toàn đem vàng như thế nhở? Ảo thế đấy. À, đây. Thanh niên này bắn M82B này các bạn ơi. Ủa, lúc đầu mình tưởng ai đúng chứ hóa ra là M82B á. Ok. Này, tại vì là mấy khẩu súng mà mình không bắn ý, thì mình không còn để ý là nó có ở trong cái shop bán không. Mình cứ chỉ quan tâm mấy khẩu súng mà mình hay bắn như kiểu là mới Việt Nam thôi nè, hoặc là UMP thôi nè, hoặc là mấy khẩu súng lục thôi. Còn mấy khẩu súng mà ấy đúc các thứ mình không có để ý lắm. Đi đâu vậy? Ui dồi, bắn tay đám vàng là thế nào nhờ? Thôi, nói chung là bây giờ để lại cái đường cuối nhá. Cố lên mọi người, để lại cái đường cuối đi để tanh bo. Đấy, mong là bo lò xếp vào trên này để còn tanh bo đó, để lại cái được quấy để hay hành hạ bằng cho bo đốt chính địch luôn. Quá đáng lắm luôn á. Kiểu thế chứ mà giờ bắn chết bình thường quá thì quá là bình thường đó. Ui bạn này cho mình thêm máu nè. Ok, để xem bo vào đâu nhá. Ui giời ơi. Bo đi ăn thế nhở? Giá như nó vào bên này đi có phải là đẹp hơn không? Trời ơi, thôi bây giờ mình sẽ được kéo cho bạn này nhá, để cho bạn này xuống đặt keo tròn cho mình nhá. Mà không biết mấy bạn này có hiểu ý mình không, tại vì là hiện tại mình đang không mở mic ấy, thì không biết là mấy bạn này có hiểu được ý mình không. Thôi chắc là không hiểu rồi. Thôi bây giờ là mình sẽ giết thanh niên kia thôi, chứ giờ không tanh bo được đâu các bạn ơi. Bo ở thế kia rồi thì tanh cái kiểu gì, cũng chỉ mang keo thần kỳ thì không đặt keo tròn được bên dưới đâu. Ok, ui rồi. Headshot luôn. Ok, à đúng headshot nhỉ, hay là mình nhìn nhầm nhỉ? Ủa, không biết lớn thì thực kệ đi. Ok, ôi lại nóc này các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục lên nóc này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt từ từ cho các bạn đồng đội mình lên cùng với, chứ mà đặt nhanh quá như mọi khi thì các bạn đã không được lên thì một mình ở trên nóc thì cô đơn lắm ý. Mình bây giờ mình sẽ đưa cả team của mình lên nhá, đưa cả team mình lên mới vui, chứ cả team của mình ở trên đó thì team địch nó bất lực luôn. Mọi khi là chỉ tìm một người thôi, giờ tìm cả bốn người thế nó mới sợ chứ.
Này cho keo, nó cho keo này tính nó lên đó mà kiểu như là đặt đấy, xong thì nếu mà nó bắn thì đặt keo to ra thì nó dễ chắn đạn hơn, còn keo thần kỳ thì chắn đạn khó lắm ấy. Ok, lên thôi, lên thôi, cố lên mọi người ơi, cố lên, lên tất cả nhá. Ui rồi bắn rồi, vừa mới headshot kìa các bạn ơi, thật là quái trưởng các bạn ạ. Rèn bắn đội tao quá, nhưng mà từ từ, ui các bạn, trong team của mình vẫn chưa ai lên được kìa các bạn ơi. Ui rồi cố lên, cố lên ui, nó giết hai người bên mình nó rồi ý. Gắt. Ui rồi. Nào, bắn đây đây. Bắn đây đây. Ui rồi. Mình bắn không trúng biết nào luôn ấy. Và súng ngắm thế này là dở rồi. À đúng rồi, mình đặt keo trên này thì nó sẽ bị mất keo bên dưới ấy. Thế bây giờ là mình sẽ xuống để đặt keo lại cho bạn này lên nhá. Chứ không là có một mình ở trên này thì kiểu tội lỗi lắm ấy. Làm video thử thách cho bạn này lên cùng mà chả lẽ mình lại lên đấy một mình đó. Thế là mình sẽ xuống để đặt lại cho bạn này lên nhá. Cố lên các bạn ơi, lên đây đi. Team địch đang còn hai người, thế nên là nó không dám công qua đây đâu các bạn ơi. Tại vì bên mình vẫn còn nguyên 4 người cơ mà. Nó qua đây có mà nó chết đâu cả không biết đâu. Thế nên nó đang sợ, nó không dám công qua. Thế nên là bây giờ là mình sẽ... Ui dồi, từ từ. Ơ kìa, bạn kia bạn ấy bị nốc kìa các bạn ơi. Vâng, thật sự luôn đấy. Ồ, bạn kia bạn ấy nhảy xuống cứu bạn kia kìa. Bạn số 3 bạn nhảy xuống cứu bạn số 2 kìa. Ui, được. Đồng đội quá là tốt luôn ý. Bây giờ là để xem ai lên đấy nào. Ui, bạn số 2 bạn đứng lên được này này. Và không biết bạn số 3 bạn lên được không nhỉ? Ui rồi. Nhảy tới lơi rồi bị ngát kìa. Cố lên nào. Bạn đó lên cứu, à bạn đó xuống cứu bạn số 2 xong bạn đó bị mắc kẹt bên dưới kìa. Đừng bảo là vậy nhá. Cố lên nào, lên đây đi. Yên tâm, bo vẫn chưa vào đâu. Cố lên. Ui rồi, đặt chuột keo ra nữa này. Được, ôi rồi, đúng. Yeah, cả team của mình ở trên lâu này các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ thực hiện chiến thuật tanh bo thế nào. Cả team mình trên nào thế này thì team địch nó sẽ bất lực cực kỳ luôn ấy. Chỉ còn mỗi hai người thôi thì nó biết không biết làm gì bên dưới nhở. Kiểu như là có khi là còn một bạn con trai với con gái bên dưới đang kiểu nói chuyện với nhau này. Ôi được rồi, biết rồi đó. Chắc là vậy, nhưng mà vấn đề là các bạn đừng cứ ở bên dưới đi. Còn cả team mình đã ở trên nóc thế này thì một người trên cao, một người ở bên dưới. Nói chung là không ai đụng chạm ai nhá. Bây giờ là mình sẽ tanh bo nhá. Ôi rồi, bo này thì đẹp quá rồi ấy. Ôi rồi, cắm cơ nhiều thế. Ok. Nào. Ôi giời, nhảy. Ok. Ui, một anh động chung luôn mà cháy anh bố cung mình thế này. Quê. Bật lên mà cháy anh bố cung mình thế này nhở. Ok. Ôi, bạn đánh bật chrono cho mình luôn ấy. Kiểu như là thế này thì VIP vừa được quá ấy, không ai bắn được mình luôn ấy. Mặc dù là không bật chrono cũng không ai bắn được mình đâu. Tại vì là bo thế này mà, bắn thế nào được. Ok. Ui giời ơi, thắng này các bạn ơi. Cả trong team của mình lâu hết rồi ấy, và có mỗi mình sống thôi ấy. Mà không sao, mình sẽ cứu cả team của mình và... Không, ý là cả team của mình cùng cứu nhau chứ đâu phải là mỗi mình tanh bo để cứu bạn này đâu. Các bạn này phải cho mình mọi thứ đồ chứ nhở. Đấy, nói chung là cùng nhau giành chiến thắng. Ok, chắc là mình sẽ dừng tại đây thôi nha. Và nếu thấy được mình cho mình xin một like vào đây kênh nhá. Còn giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.